Review phim mới xin chào các bạn. Tiếp theo diễn biến tập trước sau khi thoát chết trong vụ tai nạn, Cha Dan-gun cùng với anh béo đi đến buổi biểu diễn từ thiện của tập đoàn John & Mark. Tại đây nam chính chất vấn Jessica về cái chết của anh phóng viên Nhật báo Jo Bu-young nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ là mình không biết gì, không thèm nói nhiều. Dan-gun cảnh cáo vài câu sau đó bỏ đi. Ra đến ngoài anh thẳng thắn tiết lộ với báo giới vụ rơi máy bay lần này không phải sự cố mà là một vụ tấn công khủng bố và cơ quan tình báo quốc gia đang giữ đoạn video bằng chứng về tên khủng bố. Ngay lập tức tổng đài trung tâm cục tình báo nhận được hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến để xác thực thông tin về đoạn video. Cũng vì chuyện này mà Haji bị tên cục trưởng Min Jae-sik chửi cho sốc mặt. Hắn ta tức giận nói nếu không muốn bị gửi đến nhóm phản động ở Trung Đông thì hãy nộp đơn từ chức ngay lập tức. Cùng lúc này, cục trưởng Gang cũng phát hiện ra điểm bất thường trong cái chết của Michael. Một người thuận tay trái thì không thể nào tự sát bằng tay phải được, cho nên ông đã điện thoại cho một người nào đó để nhờ kiểm tra xem trước khi chết Michael đã đi những đâu. Vì bị cấp trên ngăn cản không cho tiếp tục điều tra nên Haji quyết định đột nhập vào phòng lưu trữ chứng cứ để tìm lại đoạn video, nhưng đã có người đi trước một bước và xóa đi đoạn video đó. Haji quyết định nói hết mọi chuyện cho Dan-gun biết, cô đã làm đủ hết mọi cách nhưng cấp trên lại muốn che đậy việc này nên cô cũng không thể làm gì hơn. Đang bế tắc thì biết được 9 giờ sáng mai Nhà Xanh sẽ tổ chức một buổi gặp mặt giữa Tổng thống và người nhà các nạn nhân để trao đổi và thương lượng về việc bồi thường. Haji và Dan-gun định nhân cơ hội này để gặp Tổng thống và kể hết mọi chuyện. Nhưng vừa mở cửa ra Dan-gun đã gặp phải sát thủ. Cô ta xịt thuốc mê để anh ngất đi sau đó đưa lên xe cấp cứu định dùng cách cũ để tạo ra một cái chết ngoài ý muốn. Nhưng khi đang chuẩn bị tiêm thì Dan-gun bất ngờ tỉnh lại đánh bay ống tiêm. Sau đó hai bên giằng co trong xe. Nhân lúc hỗn loạn nam chính Nhật lấy ống tiêm chích vào cổ tài xế làm xe mất kiểm soát và gây ra tai nạn. Biết cảnh sát sắp tới đám sát thủ đành phải bỏ đi. Một lát sau hai người cũng đến được Nhà Xanh nhưng bị cảnh vệ chặn đường không cho vào vì Dan-gun không có tên trong danh sách khách mời. Hết cách Dan-gun đành phải giả danh thành du khách tham quan Nhà Xanh để được vào trong. Sau khi nhìn thấy bản đồ hướng dẫn anh giả vờ đau bụng rồi nhân lúc đi vệ sinh chui qua cửa sổ, men theo đường mòn để chạy đến văn phòng của Tổng thống. Lúc này Tổng thống đang có buổi gặp mặt với người nhà của nạn nhân còn Dan-gun bị liệt vào thành phần nguy hiểm nên không được mời vì vậy anh mới phải tìm cách để gặp được Tổng thống. Nhưng rất nhanh Dan-gun đã bị camera phát hiện, vừa ra khỏi khu rừng đã bị cảnh vệ bao vây. Với kỹ năng làm diễn viên đóng thế lâu năm, Dan-gun dễ dàng nhảy lên bám vào mép đá, sau đó dùng lực bám vào ban công rồi trèo lên lầu. Sau khi xác định không có người, Dan-gun tiếp tục chạy lên trước nhưng bất ngờ bị cảnh vệ chặn đường. Dan-gun quay đầu tiếp tục bỏ chạy sau đó nhảy xuống tầng dưới. Vệ sĩ đuổi theo càng ngày càng đông, rất nhanh Dan-gun đã bị bao vây. Lúc này anh mới giải thích mình cũng là người nhà nạn nhân đến đây vì muốn được gặp Tổng thống. Nhưng có nói gì cũng vô dụng, đội trưởng đội cảnh vệ ra lệnh bắt Dan-gun lại. Đúng lúc thủ tướng đi ngang qua, Dan-gun liền nói mình cũng là người nhà nạn nhân. Phóng viên cũng đang vây quanh chụp ảnh vì sợ bị mất mặt nên thủ tướng yêu cầu cảnh vệ thả Dan-gun ra, sau đó đưa anh đến phòng họp. Đối mặt với rất nhiều phóng viên và nguyên thủ quốc gia, Dan-gun kiên quyết nói vụ rơi máy bay B-357 không phải do sự cố mà là một vụ tấn công khủng bố. Điều này đã làm cho tất cả phóng viên vô cùng kinh ngạc. Anh nói chính cơ phó của chuyến bay là Kim Woo-gi đã cấu kết với khủng bố để làm rơi máy bay. Mặc dù Tổng thống nhắc nhở nếu tung tin đồn thất thiệt sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm nhưng Dan-gun vẫn một mực khẳng định mình không nói dối. Còn nói lúc trước có quay được một đoạn video về tên khủng bố nhưng nó đã bị mất ở cục tình báo. Sau đó anh lấy ra đoạn ghi âm của Haji phát lên cho tất cả mọi người cùng nghe để chứng minh những gì mình nói là sự thật. Dan-gun tiếp tục bước đến trước mặt Oh Sang-mi để hỏi Kim Woo-gi rốt cuộc đang ở đâu. Cô ta gần cổ lên cãi là mình không biết. Dan-gun lại hỏi vậy thì tại sao cô lại mua bảo hiểm 5 tỷ cho hắn trước khi máy bay gặp nạn. Lúc này ông kính máy quay đổ dồn về phía Oh Sang-mi, cho dù cô ta có trăm cái miệng cũng không thể nào chối được. Sau chuyện này, thư ký cấp cao của Tổng thống là Jun Han-ki đã sắp xếp đưa Dan-gun đến một nơi an toàn để bảo vệ, mà phía bên kia Jessica cũng đã bắt đầu hành động. Cô ta thuê một sát thủ khác chuyên nghiệp và khát máu hơn để giết Dan-gun, hắn ta cải trang thành nhân viên giao hàng, âm thầm hạ thuốc vào bữa tối, đánh thuốc mê tất cả đặc vụ bảo vệ Dan-gun, sau đó cầm súng tìm tới phòng Dan-gun. Vì không ăn tối nên sau khi nghe được tiếng động Dan-gun liền núp đi. Trong lúc hắn ta đang tìm kiếm khắp nơi, Dan-gun liều chết xông ra và hắn ngã xuống đất, rồi đánh bay khẩu súng. Nhưng vì hắn ta là dân chuyên nghiệp nên Dan-gun bị ăn đòn sấp mặt. Hắn rút dao tiếp tục đâm về phía Dan-gun, anh miễn cưỡng né được vài chiêu, vào lúc sắp bị con dao găm đâm vào tim Dan-gun dùng sức húc mạnh vào đầu. Sau đó vật hắn ngã xuống đất, hai bên tiếp tục giằng co lăn qua lăn lại, tên sát thủ may mắn vỗ được khẩu súng. Hắn chĩa súng về phía Dan-gun rồi nói vĩnh biệt phụ. Đùng một phát bất ngờ người nằm xuống lại là hắn, cũng may là Haji đã tỉnh lại kịp lúc, không thôi phim đến đây là hết rồi. Sau khi xác nhận sát thủ đã chết, Dan-gun lấy điện thoại của hắn ra và gọi vào số cuối cùng trong nhật ký. Nhưng giọng nói đầu dây bên kia làm cho Haji hết sức bất ngờ,
là cục trưởng Min Jae-sik của Cục Tình báo Quốc gia, Dan Gun giả vờ bị ám sát thành công gửi ảnh để đối phương lơ là cảnh sát. Sau đó Haji gọi điện cho cục trưởng Gang và nói trong cục tình báo có nội gián, là Min Jae-sik ông ta là nội gián. Nghe xong cục trưởng Gang rất bất ngờ, ông thận trọng nói hai người đừng vội tiết lộ việc này ra ngoài, âm thầm khiêng thi thể tên sát thủ đi, sau đó xóa camera giám sát trong phòng. Mà bên này Oh Sang-mi dưới sự giúp đỡ của Min Jae-sik cũng nhanh chóng được thả ra, cục trưởng Gang cũng đã đoán được trong cục có nội gián nên trước khi thả Oh Sang-mi ra ông đã âm thầm gắn định vị vào điện thoại và ra lệnh cho đội trưởng Ki-tae ông theo dõi cô ta. Sau khi ra khỏi cục, Oh Sang-mi đi đến nhà thờ, cô ta vào một căn phòng, lật cây thánh giá lấy ra một chiếc điện thoại đã được chuẩn bị từ trước, sau đó liên lạc với Kim Woo-gi để hỏi thử xem đã nhận được tiền chưa. Ai mà ngờ tất cả những gì cô ta nói đã bị đội trưởng Ki-tae-ung ghi âm lại hết, sau đó dẫn người phá cửa vào trong, Oh Sang-mi một lần nữa bị tóm. Trên đường về, Ki-tae-ung gọi điện báo cho cục trưởng Gang biết đã lấy được chứng cứ chắc chắn. Đúng vào lúc này, một chiếc xe tải lao nhanh đâm thẳng vào xe của bọn họ khiến chiếc xe bay xa cả chục mét. Tên cầm đầu đi xuống xài đàn em đưa Oh Sang-mi đi. Thì ra ngoài thiết bị định vị của cục trưởng Gang, bọn sát thủ cũng đã âm thầm cài một cái khác ở đế giày. Sau khi rời đi, tên này lấy điện thoại gọi cho tên sát thủ lúc trước được cử đi giết Dan Gun. Thấy không ai nghe máy, hắn liền nhận ra nhiệm vụ đã thất bại, sau đó gọi điện để báo cho Min Jae-sik biết. Bên này Haji cũng nhanh chóng tra ra vị trí của Min Jae-sik. Nghe được tin đội trưởng gặp tai nạn, cô hùng hổ xông vào quán karaoke cầm súng chĩa thẳng vào người ông ta rồi liệt kê một đống tội. Trong khi đó tổng giám đốc cục tình báo ngồi bên cạnh thì chả hiểu cái đầu bò gì đang diễn ra. Đúng lúc cục trưởng Gang gọi đến, Haji phân tâm liền bị hắn nhặt chai rượu trên bàn ném thẳng vào người rồi nhân cơ hội để ngã Haji sau đó bỏ chạy. Haji đuổi theo nhưng ra đến ngoài thì chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Min Jae-sik trốn trong góc đã được một cảnh sát gần đó đưa đi. Có lẽ tên này là người của Jessica. Rất nhanh đã đến lễ cúng 49 ngày của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay. Nhìn di ảnh đứa cháu, Dan Gun càng quyết tâm phải tìm cho ra hung thủ. Phía Edward cũng bắt đầu hành động. Ông ta sai cô thư ký Mickey nặc danh gửi đống ảnh chụp chung của Jessica và Kim Woo-gi cho cục tình báo. Trên đường quay về, Dan Gun vô tình nhìn thấy Jo Bu-jong, phóng viên đáng lẽ đã chết bây giờ lại xuất hiện. Dan Gun vội vàng đuổi theo để hỏi rốt cuộc chuyện này là sao nhưng lại để mất dấu anh ta. Oh Sang-mi sau khi bị bắt thì bị nhốt lại ở một khu rừng. Tên cầm đầu hỏi cô ta Kim Woo-gi đang ở đâu. Oh Sang-mi vẫn cứng mồm nói mình không biết. Đúng là nhẹ không ưa cứ phải chờ ăn đòn rồi mới chịu khai. Min Jae-sik đang ăn đùi gà uống coca thì đàn em gọi tới nói. Oh Sang-mi khai cô ta liên lạc với Kim Woo-gi bằng một cái điện thoại ẩn danh nhưng nó đã bị người của cục tình báo lấy đi. Cùng lúc này, người của cục tình báo đã nhận được đống ảnh giao dịch giữa Jessica và Kim Woo-gi do Edward sai thư ký gửi tới. Vì nghi ngờ trong cục vẫn còn những tên nội gián khác nên tổng giám đốc đã ra lệnh cho cục trưởng Gang thành lập một đội điều tra bí mật khác. Sau mấy ngày theo dõi thì cuối cùng Kim Woo-gi đã mở điện thoại, thông qua định vị thì xác định được hắn đang ở Tây Bắc Ma Sốc gần chỗ máy bay gặp nạn. Rất nhanh một đội đặc nhiệm được cử đi để thực hiện nhiệm vụ vây bắt. Trên máy bay Haji phát hiện vậy mà cha Dan Gun lại âm thầm đi theo. Anh nói mình sẽ không gây cản trở, chỉ cần Haji nghe điện thoại vào báo vị trí của Kim Woo-gi cho mình là được. Lúc này Kim Woo-gi xem tin tức thì biết vợ mình đã bị mất tích và việc hắn ta còn sống đã bị người khác biết được. Sợ bị người khác theo dõi nên hắn đã thẳng tay đập nát chiếc điện thoại. Không thể trì hoãn thêm, đội đặc nhiệm quyết định chia làm 3 nhóm để tìm kiếm. Còn dùng cả flycam để theo dõi từ trên cao, đội trưởng Ki-tae-ung còn ra lệnh cho cấp dưới điều tra thử xem gần đây có người châu Á nào mua nhiều nước đóng chai không. Cảnh sát địa phương cũng nhận được lệnh từ Jessica là phải tìm thấy và trừ khử Kim Woo-gi trước khi đội đặc nhiệm bắt được hắn. Đang nói chuyện điện thoại thì người của cục tình báo đến, lệnh bắt giữ và khám xét đã được tòa án thông qua. Ngay lập tức Jessica bị bắt giữ vì bị tình nghi có liên quan đến vụ rơi máy bay. Bên này Dan Gun dưới sự giúp đỡ của Haji cũng biết được đại khái phạm vi lẩn trốn của tên Kim Woo-gi. Vì vậy anh dùng kỹ năng đỉnh cao leo lên nóc rồi di chuyển qua các khu nhà. Cùng lúc cảnh sát địa phương cũng đã bắt được tên sai vặt của Kim Woo-gi để tra hỏi về nơi lẩn trốn của hắn. Trong khi di chuyển trên mái nhà, Dan Gun đã vô tình bị máy bay không người lái của đội đặc nhiệm phát hiện. Thấy tên này hành động khả nghi nên đội trưởng Ki-tae-ung ra lệnh bắt Dan Gun lại. Haji cũng nhanh chóng gọi điện để thông báo cho Dan Gun biết. Cũng chính vào lúc này, Dan Gun phát hiện ra một đống vỏ chai nước khoáng trên ban công mà cửa nhà lại đóng chặt, chứng tỏ nơi đây có người đang ẩn nấp. Nghi ngờ là Kim Woo-gi nên Dan Gun quyết định xông vào kiểm tra xem sao. Đang lục lọi thì bất ngờ có một khẩu súng chĩa vào đầu. Dan Gun từ từ tháo khăn che mặt xuống sau đó quay lại. Vừa nhìn anh đã nhận ra đây chính là hung thủ trong vụ rơi máy bay Kim Woo-gi. Cùng lúc này đám cảnh sát địa phương cũng mò đến nơi, tiếng động làm hắn ta phân tâm. Dan Gun nhân cơ hội vật hắn ngã xuống đất sau đó cầm lấy cái ghế đập cho hắn một trận, đứa cháu tội nghiệp của mình. Trên máy bay hơn 200 hành khách vì lòng tham của hắn mà tất cả mọi người phải chết. Kim Woo-gi cố gắng vùng vẫy để Dan Gun vào tường sau đó bỏ chạy. Dan Gun chạy theo phía sau kéo hắn xuống và tiếp tục đánh hết cú này đến cú khác để trút hết căm phẫn trong lòng.
Dangun còn chưa hả giận thì cảnh sát địa phương đã tới nơi chĩa súng vào người anh. Lúc đội đặc nhiệm tới thì cả Dangun và Kim Woo-hee đã bị cảnh sát địa phương bắt đi. Quay trở lại Hàn Quốc đã hết 48 tiếng nhưng vẫn không có chứng cứ buộc tội nên cục tình báo buộc phải thả Jessica ra. Đúng vào lúc này thì đội trưởng Hee Tae-ung gọi điện về báo đã tìm thấy Kim Woo-hee, thế là Jessica đành phải cay cú trở lại phòng giam. Bên này, cảnh sát địa phương sau khi bắt được Kim Woo-hee đã liên lạc với thư ký của Jessica. Vì áp lực của ngoại giao nên nhiều nhất hắn ta cũng chỉ giữ được Kim Woo-hee 2 ngày mà thôi. Cùng lúc này, thư ký tổng thống đến gặp tổng giám đốc cục tình báo và nói ông ta hãy che đậy vụ việc của Kim Woo-hee vì tổng thống muốn ký kết và hợp tác với tập đoàn John & Mark trong dự án FX. Và nếu Kim Woo-hee bị bắt rồi khai ra kẻ đứng sau vụ tấn công máy bay lần này là tập đoàn John Mark thì đây có lẽ là tin xấu nhất đối với tổng thống. Tổng giám đốc cho rằng thư ký bị điên đang định rời đi thì bất ngờ Min Jae-sik xuất hiện cầm theo tập văn bản ghi lại những sai phạm của ông hồi còn làm trưởng phòng an ninh ở Nhà Xanh. Bọn họ dùng những chứng cứ phạm tội này để uy hiếp ông ta. Hết cách, tổng giám đốc đành phải đồng ý với kế hoạch của thư ký. Rất nhanh, một đám sát thủ đã được cử tới để ám sát Kim Woo-hee. Hành động lần này còn có Kim Do-soo, thành viên của đội bất tử đi cùng. Bên này, đội đặc nhiệm cũng đã chuẩn bị để thẩm vấn Kim Woo-hee. Khi được hỏi ai là người đứng sau vụ tấn công, hắn ta trả lời là mình không biết. Hắn nói khi máy bay gặp sự cố nên tự tìm cách thoát thân nên mới may mắn sống được. Đội trưởng Hee Tae-ung hỏi lại lần nữa ai là người đứng sau việc này. Kim Woo-hee cà chớ nói là cha Dangun. Nghe xong câu trả lời thật sự không giữ nổi bình tĩnh nữa, Dangun xông đến nói thằng chó hãy khai thật đi, thằng mặt sẹo đã khai hết rồi. Kim Woo-hee cười khoái chí rồi nói đồ bịp bợm, nếu mặt sẹo thật sự bị bắt thì các người đã không ở đây. Đang nói thì hắn đột nhiên dừng lại và nhận ra là mình đã tự tay bóp rái. Sau đó hắn lên cơn co giật, mọi người tưởng hắn trúng độc, ai dè lại lên cơn nghiện. Đội trưởng định tiêm cho hắn một mũi giảm đau để làm giảm cơn nghiện nhưng Dangun bắt hắn phải khai ra mới cho tiêm. Thế là đội trưởng và Dangun xảy ra cự cãi. Haji nhặt ống tiêm lên rồi hỏi hắn rốt cuộc là ai đã ra lệnh. Mỗi lần hỏi Haji sẽ phun đi một ít. Không giữ được bình tĩnh, Kim Woo-hee đã nói ra một cái tên là Michael, phó chủ tịch John Mark. Để chứng minh, hắn ta còn tiết lộ Michael đã chuyển cho mình 5 triệu đô la qua tài khoản bí mật. Lúc này Haji mới tiêm cho hắn nhưng sau khi tỉnh lại thì hắn ta liền lật lọng. Hắn chối là mình không biết tài khoản nào hết và không nhớ gì hết. Hắn nói mình có quyền giữ im lặng nên đừng có hỏi nhiều. Hết cách, đội trưởng ra lệnh đưa hắn về nước trước rồi tiến hành thẩm vấn tiếp. Vì để an toàn nên đội trưởng bảo Haji và Dangun tách ra đi riêng. Trên đường đâu đâu cũng là tai mắt của sát thủ. Đi được một đoạn thì cảnh sát chặn lại và nói phía trước có tai nạn nên bảo họ chuyển sang hướng khác. Tiếp tục di chuyển đến một ngã rẽ khác, sau khi xe áp tải Kim Woo-hee đi vào thì cảnh sát lại ra chặn đường. Haji và Dangun bị kẹt lại phía sau. Đang di chuyển thì một chiếc xe bus đột nhiên xuất hiện chặn đường. Đội trưởng Hee Tae-ung nhận ra có điều gì đó không ổn nên kêu mọi người lui lại. Bất ngờ một quả tên lửa bắn thẳng vào chiếc xe phía trước làm nó nổ tung. Sát thủ mai phục xung quanh đồng loạt nổ súng bắn về phía bọn họ. Dangun và Haji ở gần đó nghe được tiếng súng thì đẩy tài xế xuống, sau đó tự mình lái xe đạp ga tông vào rào chắn lao thẳng đến chỗ đội đặc nhiệm. Nhóm người của đội trưởng Hee Tae-ung cũng ra sức bán trả và hạ gục được vài tên. Mỹ nữ sát thủ đành phải đích thân ra tay. Tài xế của đội đặc nhiệm đã bị cô ra bán hạ khiến chiếc xe mất kiểm soát. Chỉ khi đâm vào bao xi măng mới dừng lại, mọi người nhanh chóng rời khỏi xe đi tìm nơi ẩn nấp. Mỹ nữ sát thủ tiếp tục ngắm bắn. Kim Woo-hee bị bắn một phát trúng chân. Hỏa lực của địch quá mạnh nên rất nhiều đặc vụ đã phải nằm xuống. Đội trưởng Hee Tae-ung bảo đồng nghiệp đưa Kim Woo-hee đi trước. Sau đó anh chạy lại núp sau thùng phi nhặt lấy khẩu súng AK rồi bắn vào đống bình ga gần đó làm đám sát thủ bay màu, nhưng hạ được đám này đám khác lại đến mà đạn của bọn họ cũng sắp hết. Đúng vào lúc này Dangun lái xe lao tới rồi Haji nổ súng yểm trợ để mọi người có thời gian lên xe bỏ chạy. Kim Woo-hee bị bắn trúng động mạch, nếu không cầm máu kịp thời anh ta có thể sẽ chết vì mất máu, nhưng lúc này không thể đến bệnh viện, chỉ có một nơi có thể đến đó chính là đại sứ quán. Thế là cả nhóm đạp ga hết tốc độ để đến đại sứ quán. Đội trưởng Hee Tae-ung gọi điện về cho cục trưởng Gang để báo cáo tình hình. Ngoại trừ Haji và Kim Se-hun thì cả đội đã bị tiêu diệt và bọn họ đang trên đường đến đại sứ quán nên nhờ cục trưởng gọi điện để báo trước cho bọn họ biết. Cùng lúc này, Min Jae-sik dẫn theo một nhóm đặc vụ khác đến đội điều tra bí mật tiếp quản. Hắn ra lệnh bắt cục trưởng Gang vì tội tiết lộ bí mật quốc gia. Không nhịn nổi sự vô lý này nên cục trưởng Gang định ra tay đấm vỡ mồm tên phản bội. Đúng lúc này, tổng giám đốc đi đến và nói từ giờ Min Jae-sik sẽ tiếp quản đội đặc nhiệm. Cứ thế cục trưởng Gang bị còng đi trong sự bất lực, Jessica cũng được thả ra. Trên đường đi hai người đụng mặt nhau, cô ta có đắc ý nói nếu cần việc làm cứ ghé tìm tôi. Quay lại Ma Dốc, lúc này nhóm người đội trưởng cũng đã đến được đại sứ quán, đám sát thủ cũng đã vây chặt đại sứ quán, vì bọn chúng đã can thiệp nên không có bác sĩ nào dám đến. Đội trưởng Hee Tae-ung đành phải gọi điện cho một người bạn làm bác sĩ để nhờ hướng dẫn, sau đó cả nhóm sẽ thực hiện mổ để lấy viên đạn ra. Sau một hồi mò mẫm, vết thương cũng đã được xử lý. Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn, ai ngờ Kim Woo-hee lại bắt đầu lên cơn co giật.
Bác sĩ chẩn đoán là do mất máu quá nhiều, nếu không truyền máu kịp thời hắn ta có thể sẽ chết. Tập phim hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại trong các tập phim sau. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.